Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa quý vị đại biểu, để hướng tới chào mừng huyện Gia Lâm đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tiến tới chào mừng kỷ niệm 75 ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 năm 1954 ngày mùng 10 tháng 10 năm 2024, chào mừng thành công đại hội đại biểu nhân dân huyện Gia Lâm lần thứ 11 nhiệm kỳ 2023-2028, chào mừng đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Xuân Xá được tặng cờ thi đua thành phố Hà Nội là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua thực hiện chỉ thị 34 ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị giai đoạn 2014-2024 thực hiện chương trình công tác hộ và phong trào nhân dân của xã năm 2024 được sự đồng ý của Ban Thường vụ Hội đồng nhân dân huyện Gia Lâm, sự đồng ý của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã. Hôm nay ngày 27/6/2024, Ban chấp hành Hội đồng nhân dân xã Xuân Xá phối hợp với cơ sở Thông Biên Bình tổ chức khánh thành tuyến đường kiểu mẫu. Ban tổ chức xin được nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu đến dự chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị đại biểu đến dự chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đại biểu huyện Gia Lâm. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Đức Thanh, ủy viên ban thường vụ hội nông dân huyện Gia Lâm. Đại biểu xã xin trân trọng giới thiệu bà Dương Thị Hiền, bí thư đảng ủy. Xin trân trọng giới thiệu bà Dương Thị Hường, phó bí thư thường trực đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân. Xin trân trọng giới thiệu ông Tô Hữu Vinh, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Xuân Nam, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc xã. Đại biểu cơ sở Thôn Liên Bình, ban tổ chức trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Dương Quân, trưởng thôn. Xin trân trọng giới thiệu các ông bà trong cấp ủy, chi bộ, quân dân chính thôn Yên Bình, các ông bà trong ban chấp hành hội nông dân xã, các ông bà là cán bộ chi hộ, tổ hội, tổ trưởng, tổ phó mô hình của hội nông dân xã. Thay mặt ban tổ chức, sau đây tôi xin thông qua chương trình tiếp theo. Một, báo cáo kết quả công tác xây dựng tuyến đường kiểu mẫu. Hai, phát biểu của đại diện thôn Yên Bình trong việc tham gia phối hợp xây dựng tuyến đường kiểu mẫu. 3. Phát biểu của đồng chí lãnh đạo huyện, xã. 4. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo. 5. Tham quan mô hình và gắn biển của tuyến đường kiểu mẫu. 6. Cảm ơn và kết thúc hội nghị. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Phong, chủ tịch hội đồng nhân dân xã, lên báo cáo kết quả việc thực hiện tuyến đường kiểu mẫu. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa đồng chí lãnh đạo của nhân dân huyện Gia Lâm, kính thưa đồng chí lãnh đạo đảng ủy của nhân dân xã Xuân Xá, mặt trận tổ quốc xã, thì sau đây thay mặt ban thường vụ nhân dân xã, tôi xin phép báo cáo kết quả thực hiện tuyến đường kiểu mẫu tại khu vực Tây Bình. Kính thưa hội nghị, thực hiện chương trình công tác hội và phong trào nhân dân năm 2024, kế hoạch của nông dân huyện, kế hoạch của nông dân xã Xuân Xá về kế hoạch tổ chức thi đua cao điểm chào mừng huyện Gia Lâm đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đến tối chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2024, triển khai kế hoạch thực hiện phong trào nhóm 3 mô hình của phần việc xây dựng cánh đồng sạch đến đường nông dân kiểu mẫu. Sau khi khảo sát, trao đổi và được sự thống nhất của các ủy, chi bộ, quân dân chính thôn Liên Bình, ban chấp hành hội nông dân xã Xuân Xá xây dựng kế hoạch số 02 ngày 29/4/2024 về kế hoạch thực hiện tuyến đường kiểu mẫu tại thôn Cổ Đình, thôn Liên Bình để báo cáo xin ý kiến lãnh đạo đảng ủy, ủy ban nhân xã nhằm tranh thủ nhận được sự quan tâm chỉ đạo hỗ trợ kinh phí thực hiện về nội dung, địa điểm và thời gian thực hiện. Tên công trình là tuyến đường kiểu mẫu, địa điểm thực hiện khu Cổ Đình, thôn Liên Bình. Hiện trạng chiều dài của tuyến đường là 120m, rộng 05m, đường giữa đã được trải bê tông. Hai bên lề đường là đường đất rộng từ 1 đến 1,5m. Một bên lề đường hiện có hàng cây xoan, đất đá kết nát với gương xây đó đã xã một cộng đồng quản lý. Một bên kết nát với ruộng của nhân dân và trung thôn.
đang là về thời gian thực hiện là hoàn thành sau trong tháng 5 2024. Hai đó là cái kết quả thực hiện. Nội dung thực hiện, Hội Nông dân xã phối hợp cùng với cơ sở thôn Yên Bình tổ chức thực hiện, tổ chức giải phóng mặt bằng, đổ đất, đổ thôn nền, xây tiếp đường đẹp đỏ. Trên phương với tôi, chúng tôi hợp tác xã quản lý dài 100m, cao 0.5m để ngăn đất đá, rác, trà sọt phòng mương, trồng các loại cây hoa tạo quang cảnh, cây cao bồng là cây hoa ban, là báo cáo các đồng chí là 17 cây. Hoa bồ sơn ca của Hoàng Yến là 15 cây, cây tương tầm là 3 cây, cây vàng em. Thì báo cáo các đồng chí lãnh đạo cũng toàn thể hội nghị thì trong thời gian tới sau khi hàng cây phát triển mặt bằng nền đất được ổn định, cơ sở thôn sẽ tiến hành sẽ xây các cái bồi hoa để trải cái bê tông của bao các cái phần đất có trồng và cho bổ sung thêm các loại cây hoa như hoa mười giờ, hoa là tia và hoa hồng. Về kinh phí thực hiện, kinh phí thực hiện là 71.345.000 đồng và hàng chục ngày công lao động của cán bộ hội viên tri hội nông dân và nhân dân thân mình và các đồng chí lãnh đạo và các đồng chí hội nghị rằng là trong những ngày thực hiện từ lúc bắt đầu rồi có mặt bàn cho những khi đến ngày hôm nay thì là cán bộ tri hội viên tri hội nông dân thân mình và nhân dân là rất hăng say nhiệt tình chúc người ra là lao động thực hiện cái tuyến đường được mẫu. Trong đó cái trích nguồn của khi hoạt động của nông dân xã, kinh phí hoạt động của hợp tác xã có năm là cơ bản thực hiện xã hội hóa từ nguồn hoạt động của hội viên, các tổ chức cá nhân trong và ngoài thôn Yên Bình. Về ý nghĩa thực hiện tuyến đường nông dân kiểu mẫu, một tuyến đường kiểu mẫu được thực hiện và hoàn thành thể hiện sự quan tâm chỉ đạo tạo điều kiện của các đồng chí lãnh đạo của nông dân huyện, lãnh đạo đảng ủy nông dân, ủy ban dân xã thể hiện được công tác dân vận, sự phối kết hợp gắn bó giữa nông dân xã và cấp ủy và Zalo tôi vừa nhận cho cán bộ hội viên nhân dân thôn Yên Bình. Công trình hưởng ứng đợt thi đua cao điểm kiểm tra môi trường huyện Gia Lâm đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tiến tới 75 năm ngày giải phóng thủ đô 10/10 năm 1994/2024. Công trình được thực hiện và hoàn thành sẽ tạo khuôn viên cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, tạo thuận lợi cho việc tham gia giao thông thêm điểm cho nhân dân tập luyện thể dục thể thao và nghỉ ngơi, góp phần tham gia thực hiện và nâng cao các tiêu chí xây dựng xã tương đối kiểu mẫu, xã tương đối thông minh. Về kiến nghị đề xuất đối với cơ sở thôn Yên Bình, tuyến đường kiểu mẫu đến nay đã cơ bản được hoàn thành, đề nghị cấp ủy chính bộ chính thôn tiếp tục quan tâm hỗ trợ và giao cho chi hội nông dân thôn Yên Bình được quản lý chăm sóc tuyến đường để các cây hoa trên tuyến đường được phát triển ngày càng thêm tươi đẹp, tiếp tục đầu tư xây dựng trồng và bổ sung các loại cây hoa tại tuyến đường. Đối với chi hội nông dân thôn Yên Bình, đề nghị các đồng chí thường xuyên quan tâm chăm sóc tuyến đường vì đây là công trình sản phẩm của cán bộ hội viên chi hội và nhân dân thôn Yên Bình. Thay mặt ban chấp hành của xã, xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo và giúp đỡ tạo điều kiện của các đồng chí lãnh đạo của nhân dân huyện, lãnh đạo đảng ủy hội đồng dân, ủy ban dân xã, sự tham gia phối hợp giúp đỡ của cấp ủy chi bộ và quân dân chính, cán bộ hội viên và nhân dân thôn Yên Bình. Kính thưa quý vị, xin chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu và nhân dân luôn vui khỏe, thành công và hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý vị khách quý, để có được tuyến đường kiểu mẫu ngày hôm nay là do có sự quan tâm, giúp đỡ, phối hợp thực hiện của cấp ủy, chi bộ, thôn dân chính, hội viên chi hội nông dân và nhân dân thôn Yên Bình đã ủng hộ kinh phí và công lao động để xây dựng và thực hiện tuyến đường. Để làm rõ hơn sự quan tâm, giúp đỡ, phối hợp thực hiện, sau đây ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Xuân Quân, trưởng thôn Yên Bình đến phát biểu. Xin trân trọng kính mời. Thank you.
đạo huyện Cần Giờ, lãnh đạo hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ, thưa các vị lãnh đạo của đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã Trường Sa, các đồng chí hợp tác xã phụ nữ và toàn thể các đồng chí trong hội nghị hôm nay. Thay mặt cơ sở địa phương, trước hết chúng tôi xin kính chúc quý lãnh đạo huyện, lãnh đạo xã và các đồng chí ngồi trong hội nghị hôm nay có sức khỏe dồi dào, công việc thành công tốt đẹp. Triển khai lên từng nông thôn, cửa bộ, cơ sở dịch vụ chúng tôi tiếp nhận kế hoạch. Đây là một vinh dự của cơ sở dịch vụ là tuyến đường nối tiếp từ con đường Việt Nam sang đường Nguyễn Thị Phan, một cảnh quan đẹp xanh sạch đẹp, muốn như muốn có được như thế là với kinh phí của hội đồng dân quan tâm của huyện, hội đồng dân xã Trường Sa và kinh phí của đảng ủy ban xã hỗ trợ và toàn thể công sức và ủng hộ của hội nông dân, chi hội nông dân lãnh đạo các đồng chí ở cơ sở yên bình của cấp ủy chi bộ các tổ chức đoàn thể kết hợp với hội nông dân xã Trường Sa, chúng ta sẽ hoàn thành công việc tiến đường nông thôn kế hoạch với kinh phí đồng chí không đã nói và chúng tôi có trách nhiệm được hưởng sản phẩm này, muốn sản phẩm như này được tốt hay không, đẹp hay không, đây là trách nhiệm của địa phương cũng như trách nhiệm của cấp ủy chính quyền địa phương và quan trọng là chi hội nông dân thôn Yên Bình. Chúng ta phải duy trì chăm nom bảo vệ bảo quản và xây dựng cho sang trang đẹp đẽ, đấy là một tuyến đường nối liền huyết mạch giữa hai con đường để nhân dân đi lại tập thể dục sáng trưa sáng tối, một cảnh quan đẹp nông thôn tiến tới nông thôn kiểu mẫu và tiến tới nông thôn xã thành quận thành phường thương nguyên tên thành quận. Đây là vinh dự để tiếp nhận vinh dự này, chúng tôi xin hứa với các đồng chí sẽ lãnh đạo và chỉ đạo các tổ chức đoàn thể và chi hội nông dân đơn vị thực hiện tốt để tiến tới nông thôn kiểu mẫu. Xin chân thành cảm ơn các đồng chí. Xin trân trọng cảm ơn Nguyễn Dương Quân. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các vị khách quý, hội nghị của chúng ta rất vinh dự được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo huyện Gia Lâm và các đồng chí lãnh đạo đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã Trường Sa đến tham quan và dự chương trình, để động viên hoạt động các phong trào các hội nông dân cũng như sự tham gia tích cực và nhiệt tình trách nhiệm của các hộ tham gia xây dựng thực hiện tuyến đường kiểu mẫu. Sau đây ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời bà Dương Thị Hiền, bí thư đảng ủy xã đến phát biểu. Xin trân trọng chào mừng. Kính thưa đồng chí Nguyễn Trung Thanh, ủy viên ban thường vụ của hội nông dân huyện Gia Lâm. Kính thưa các đồng chí trong ban thường vụ đảng ủy. Thưa các đồng chí lãnh đạo đại diện ban ngành đoàn thể, lãnh đạo thôn Yên Bình, thưa toàn thể các đồng chí. Lời đầu tiên thì về dự cái buổi gắn biển khánh thành tuyến đường kiểu mẫu tại khu cửa đình thôn Yên Bình. Cho phép tôi được thay mặt các đồng chí trong ban thường vụ xin gửi tới quý vị đại biểu của toàn thể các đồng chí sức khỏe và hạnh phúc và xin được chúc mừng cái sự kiện gắn biển công trình của tuyến đường kiểu mẫu tại khu cửa đình thôn Yên Bình của hội nông dân xã. Xin được trân trọng cảm ơn và chúc cho buổi gắn biển Việt Nam thành công tốt đẹp. Kính thưa toàn thể các đồng chí, vừa rồi các đồng chí đã được nghe đồng chí chủ tịch hội nông dân xã Trường Sa cùng với lãnh đạo thôn Yên Bình đã báo cáo kết quả thực hiện những cái tuyến đường kiểu mẫu Lâm Lão công đức một chậu hoa quầy quất đấy. Chúng ta rất là Lâm Lão thấy là cùng với cái sự chỉ đạo của hội nông dân các cấp
về thực hiện các cái kế hoạch, nhất là thực hiện cái chỉ đạo của hội dân lâm huyện Gia Lâm, của hội nông dân huyện Gia Lâm và cái kế hoạch của thủ tướng chính phủ và các điểm sáng mới huyện Gia Lâm đặt xã đợt nhập đại huyện nông thôn mới nâng cao để tiến tới trong kỷ niệm 75 năm thủ đô, như là triển khai kế hoạch thực hiện phong trào ba nhóm quyền người phần Việt, xây dựng cái tầm sạch và tuyến đường của nông dân của mẫu. Đối với hội nông dân xã Sơn Xá trong tháng 3 tới để khẳng định quả cam với tinh thần thực hiện các phong trào khi mà việc là việc xây dựng các tuyến đường tuyến đường của nông dân kiểu mẫu, như là các cái thực hiện cái xây dựng cái tầm sạch thì trước tuyến đường của Yên Bình thì hội nông dân xã Sơn Xá thực hiện tuyến đường của thủ khoa cũng được các cán bộ nhân dân trong xã cũng như là hai thôn đánh giá rất là cao. Thì qua cái báo cáo thì các bác đồng chí thấy cái mục đích ý nghĩa của cái việc thực hiện cái tuyến đường nông dân kiểu mẫu. Thì chúng ta như là các bác đồng chí thấy trong cái phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu, và báo cáo với đồng chí Thanh là hiện nay dân xã đã được chọn làm một cái đơn vị để thực hiện thí điểm xây dựng xã thông minh. Thì thông qua các cái phong trào thi đua nước, thông qua các cái phong trào chọn xây dựng nông thôn mới, thì hội nông dân xã Sơn Xá đã lựa chọn một mô hình khảo sát thực hiện tại các cái đơn vị. Thì trước giờ những cái lấy ý kiến trước ý kiến đã có tuyến đường vượt qua, và tiếp theo là một cái tuyến đường của Yên Bình hiện nay trước mặt của chúng ta. Trước đây các thành viên cũng đã thực hiện nhưng mà nó cũng chưa phải là những yêu cầu. Sau thì hội nông dân xã đã khảo sát thực tế và phối hợp cùng với lãnh đạo thôn Yên Bình xây dựng kế hoạch để thực hiện quá trình thực hiện cũng như là cái kết quả của đồng chí truyền thống nhân dân báo cáo. Đến nay thì tuyến đường nông dân tiểu mẫu tại cửa đồng thôn Yên Bình cũng đã hoàn thành, chúng tôi cũng đã khảo sát cái kết quả đi qua là thấy được rất là đẹp. Thì đây là có sự cùng chấn chỉnh của hội nông dân xã Sơn Xá cũng như là phối hợp với lãnh đạo của sở thông tin mình. Chúng tôi mong muốn là trong thời gian tới để duy trì và thực hiện tốt cái việc chăm sóc bảo vệ tuyến đường để làm sao mà các cái cây rừng có nhiều hoa trong tuyến đường được phát triển càng mang lại cảnh quan cũng giống trên cái tuyến đường. Thì chúng tôi đề nghị nhất là đối với những trách nhiệm của nông dân tiếp tục được chỉ đạo cho những người dân thực hiện tốt cái việc chăm sóc bảo vệ các cây mà chúng ta trồng trong hai tuyến đường. Thứ hai là đề nghị lãnh đạo của mình các đồng chí cũng có cái quan tâm và có cái phối hợp chỉ đạo hội nông dân là các cái tổ chức chính trị xã hội của cơ sở cũng có cái phối hợp để làm sao mà bảo vệ cái gì và chăm sóc cái tuyến đường này để đảm bảo cũng là ngày càng sạch sẽ đẹp. Đối với ủy ban dân xã Sơn Xá và tổng đề nghị là các đồng chí lãnh đạo của ta quan tâm các vụ nào trên tinh thần là chúng tôi có cái hỗ trợ đối với hội nông dân để trong thời gian tới tiếp tục thành lập thực hiện mô hình này trên các chủ trương của các ban ngành mà tiếp tục các đồng chí bên hội nông dân khảo sát đề xuất tiếp tục được thực hiện trên các tuyến đường khác của các thôn rồi tổ chức vô khác để đảm bảo sao mà cảnh quan mà trên địa bàn xã xa sạch sẽ đẹp đồng bộ trong nội dung của họ cần chúng ta hoàn thành các cái chỉ tiêu của những mục tiêu xây dựng thị xã thực sự là thị xã của họ duy trì những tiêu chí của họ trong thời gian tới chiến lược của chúng ta xây dựng thị xã thông minh. Thế thì nhân dịp này có một đồng chí thành viên ban thường vụ của hội nông dân Gia Lâm, chúng tôi cũng xin được trân trọng cảm ơn đồng chí trong thời gian qua đã có cái quan tâm chỉ đạo của nông dân của xã
trên địa bàn xã các nơi đường người vi phạm ra đây, trên tuyến đường người vi phạm thì có cái đặc điểm biểu mẫu của Yên Bình mình đang kết nối. Thì hiện nay thì có một cái điểm phía trên một chút là có một cái một số cái ô tô nó chẳng thể được. Hiện nay là chuyện trầm trọng là có những cái việc mà như là tập trung tuyến phát và trên tuyến đường thôi. Cách đây một lần thì cái này thẩm quyền về trật tự thẩm quyền thì đề nghị là đồng chí có ý kiến, chúng tôi có cái ý kiến kiến nghị với huyện đã cần và sớm coi như là chỉ đạo công an giao thông sở của để làm sao giải quyết những cái tập kết cái xe có cái trách nhiệm được trọng trách là tức là họ tự phát rất là nhiều hơn cho xe ngày nào cả. Thứ nhất là thông qua nhân dân để người ta ý kiến, một là càng chặt giao thông tức là cả cái đỗ không ý thức kín luôn, đi kín luôn cả cái đường trên cái đường này thế rồi. Thứ hai là ảnh hưởng cái vệ sinh môi trường, cát bụi bẩn coi như là để rơi vãi. Thứ ba là cản trở giao thông trước trong thời gian dài thì mình coi là không có thể nào lại qua được. Cái này ủy ban nhân dân xã đã có ý kiến với hội nhà người công an xã có ý kiến rồi, nhưng mà đồng chí cứ đưa ra những cái vấn đề này để kia chúng tôi cho rằng đường thì là đường của nhà nước đúng không? Thế về cái thẩm quyền thì cái đường đó là chắc chắn của huyện của thành phố xã, thế cho nên là cái thẩm quyền của xã mà giải quyết rất khó khăn nhân sự này là tiện thể để các đồng chí về trong một người đồng chí lãnh đạo của huyện khẩn trương cho các chỉ đạo tránh lại để cho cái dân sự có ý kiến một là cho anh cơi nên phải hút, hai là ý kiến cung cấp thì nó không hay. Chúng ta rất mong đồng chí rất quan tâm. Một lần nữa thì về dự buổi cái buổi án biển khánh thành cái tuyến đường thủ mẫu của khu vực Điện Bình, tôi xin phép là xây dựng 10 năm ghi nhận biểu dương mô hình của hộ dân. Thứ hai là chúng tôi cũng xin được trân trọng cảm ơn các bác đồng chí lãnh đạo của Điện Bình phối hợp với các nông dân để hoàn thành cái tuyến đường thủ mẫu. Và thứ ba là xin trân trọng cảm ơn là các đồng chí lãnh đạo của nông dân huyện Đức Lâm trong thời gian qua đã có cái quan tâm chỉ đạo của nông dân của xã thực hiện các nhiệm vụ chính trị, thực hiện các nhiệm vụ chương trình công tác hội và thực hiện của nhà sản xuất địa phương. Và thứ tư là xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo huyện có mặt ở đây ngày hôm nay đã có cái quan tâm đó. Thứ nhất là cho ta đi để ghi nhận sự thì cái mô hình của nông dân, thứ hai là có cái động viên về cơ sở tiền đề của bản thân tôi thì cũng là mặc dù là cái cảnh sát đấy nhưng con người tiền đề cho nên là chúng tôi cũng rất là trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí và cuối cùng xin kính chúc đồng chí có nghị mạnh khỏe, chúc cho hội nông dân xã ngày càng nhiều hoa tươi hơn nữa, góp phần vào trong phong trào xây dựng thôn mới tỉnh Bình Dương xã. Xin chúc cơ sở Yên Bình tới đây có một con đường đẹp sẽ tiếp tục chăm sóc bảo vệ để cái biên giới ngày càng đẹp hơn. Xin thay mặt ban ban chấp hành của Hội đồng nhân dân xã và trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến và phát biểu chỉ đạo của đồng chí Dương Thị Hiền, Bí thư Đảng ủy cũng như là ý kiến phát biểu của ông Nguyễn Tư Quân thay mặt các ủy chi bộ quân nhân chính của thôn Yên Bình. Ban chấp hành Hội đồng nhân dân xã xin hứa với đồng chí lãnh đạo và các đồng chí là trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục quan tâm nhân rộng mô hình tuyến đường thủ mẫu, đồng thời
tuyến đường vườn hoa nông dân trong thời gian vừa qua, hội nông dân xã Tân Xá đã thực hiện. Thì một lần nữa thay mặt ban cho hội nông dân xã xin trân trọng cảm ơn kính chúc các đồng chí lãnh đạo nông dân huyện, các đồng chí lãnh đạo đảng ủy, hội nông dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc xã Tân Xá kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Thì sau đây ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể các đồng chí ra tham quan mô hình đường kiểu mẫu và gắn biển và trưng bày giới thiệu của cán bộ hội viên của nhân dân xã. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí trong ban tổ chức. Bác giám đốc hội nông dân. Điểm này cơ, đặt máy ở đoạn này mới lấy hết được cảnh. Nam đội anh, vâng. Vâng. Đường kiểu mẫu. Có đúng không? Vàng anh không? Đây vàng anh đây. Ông cây này cơ. Đây là Osaka. Osaka, đây là cây vàng anh. Thiệt trước kia luôn.
Anh có thể báo ta và các đồng chí lãnh đạo thì giai đoạn tới thì công ty cây phát triển mà ổn định thì cơ sở sẽ tiến hành là xây các cái cột hoa và đẩy bê tông ở những cái chỗ nát bê tông mà do trong ngoài bê tông đại để cho cái nền đất ổn định cho bê tông qua trận này lại dễ bỏ lắm. Đấy chụp cái cảnh ngày trước đã. Cô Hiền đứng đứng à cô Hiền đứng sát vào đó. Anh Nam anh xong đứng sát vào. Rồi mọi người cháu nhá. 1, 2, 3 là 2. À nào rồi cô đi ạ. Rồi. Rồi mọi người nhìn cháu nhá. Các chị vào đi, các chị bắt chiếc máy rồi các chị đi trong. Mọi người hơi dừng chân đây cho máy cháu nhá. 1, 2